quay trở lại với channel Xe Bảo Nam. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc xe nhanh nhẹn, nhỏ gọn mà lại cực ngầu giống như những ninja Nhật Bản thì chắc chắn không thể bỏ qua video ngày hôm nay của chúng tôi. Ngay bây giờ, hãy cùng làm quen với anh bạn cực ngầu này nhé. Ninja 5G Cool 2019 có toàn bộ khung xe được làm bằng hợp kim thép sơn tĩnh điện cao cấp. Xe máy điện Ninja 5G Cool đã vượt ra ngoài mong đợi với một chiếc xe máy điện thông thường. Đây là một phương tiện đi lại hoàn hảo trên mọi nẻo đường. Sở hữu hệ thống động cơ 3 pha 1 chiều không chổi than, cùng bộ ắc quy 48V 20A, xe dễ dàng di chuyển với một tốc độ hơn 40 km/h và quãng đường tối đa đi được sau khi bình được nạp đủ năng lượng là khoảng 60-70 km. Không còn đơn giản là một chiếc xe được gắn thêm động cơ để giảm đi những khó khăn khi di chuyển bằng xe đạp truyền thống. Với những chỉ số về động cơ trên thì xe máy điện Ninja 5G Cool thật sự hoàn hảo với khả năng di chuyển của mình, được đảm bảo chống nước tuyệt đối, khả năng leo dốc hoàn hảo và tiết kiệm năng lượng. Để chân được thiết kế rộng, khoảng cách từ mặt sàn đến yên xe và tay lái được tính toán chặt chẽ, vừa tôn dáng người ngồi, vừa an toàn, thoải mái khi di chuyển trên mọi nẻo đường. Yên xe máy điện Ninja 5G Cool được thiết kế liền khối, rất thon gọn nhưng chất lượng mặt yên được đảm bảo êm ái bằng lớp đệm cao su mềm mại. Xe sử dụng đèn LED là nguồn ánh sáng chủ đạo, giúp người điều khiển có thể dễ dàng làm chủ tay lái trong những điều kiện thiếu sáng. Luôn được đồng bộ với chiếc đèn pha ở giữa tâm tay lái là mặt đồng hồ điện tử thông minh, không cần hiển thị quá chi tiết các thông số kỹ thuật của xe, chỉ cần thể hiện đơn giản các thông số khi xe đang vận hành như tốc độ, mức năng lượng và tín hiệu đèn. Tính năng đơn giản này có tác dụng hữu ích cho người điều khiển, đặc biệt là đối với những ai đang trong tình trạng lần đầu tiên tiếp xúc với xe máy điện. Phần sàn xe của chiếc xe này thì được thiết kế rất rộng rãi, thoải mái. Khoảng cách từ sàn xe lên đến yên xe và tay lái là rất hợp lý, phù hợp với vóc dáng của người châu Á. Nếu như các bạn có phải di chuyển trên một quãng đường dài thì cũng đừng lo là sẽ bị mỏi nhé. Xe sử dụng bộ khóa thông minh nhất hiện nay bao gồm chìa khóa cơ học, khóa chống trộm, chuông báo động, nút điều khiển từ xa, vừa đảm bảo an toàn cho xe của bạn, vừa có khả năng tìm kiếm xe trong những bãi đỗ xe rộng lớn. Hệ thống bánh xe cỡ lớn, khung vành đúc cao cấp, lốp xe không xăm với độ an toàn tuyệt đối. Xe được trang bị phanh cơ với sự kiểm soát tốt, linh hoạt trong mọi tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ninja 2019 là một chiếc xe rất phù hợp để di chuyển trong những con phố đông đúc. Thiết kế đẹp mắt, tính năng hiện đại, đây sẽ là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe cho channel Xe Bảo Nam. Còn nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về nhiều những mẫu xe điện khác, hãy truy cập website xebaonam.com hoặc fanpage Xe Bảo Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!